Có cái ớt này mấy một ký bao nhiêu? Trái mưa mưa ngang. Mắm nêm gì cần thiết ở đâu? Xiên đường ớt. Ớt hả? Không. Ớt này tên là gì vậy? Ớt nó là ớt của Điện Ngọc. Ớt Điện Ngọc đúng không? Trăm ngàn một ký. Đúng là ớt, là ớt du lịch rồi. Ớt này đâu có cay đâu. Thơm ghê lắm. Cay thơm không có cay. Cay thơm. Còn mày đây là cay ngắt luôn, không có thơm. Ớt này là cay thơm. Ớt kia, ớt Huế rồi nó cay. Ớt chiều vô này mà ở Buôn Mê Thuột rồi. Đây là một cái quầy kính thưa các loại ớt nha, ở chợ Cồn. Ớt ngâm. Ngâm nhiều loại luôn. Xa xa kia là lửa đồ Sida. Mười ngàn cái quấy. Ớt này chỉ có chợ Cồn có thôi nha, đi qua ngoài chợ mấy chợ kia không có, chợ địa phương không có bán. Bắc Mỹ An à, ăn hải bắc đồ là không có. Ớt mắc tiền lắm. Ớt này người ta gọi là ớt du lịch, bởi chỉ có gì khách du lịch mới ăn. Mắc quá. Bình thường người ta ăn ớt đỏ này nè. Hai ký á. Hả? Trời ơi, 2 ký mình có hốt hết cái này lên như hết hồn. Đủ không? Trời, cũng khí bông mua 2 ký ớt này. Mua 2 ký ớt về mà nguyên một bao lớn. Này là mua về nhà ăn nha, mua chứ không phải là đi đóng đi Mỹ hay đi Úc gì đâu. Đấy. Người ta cho tiền đô, ai cho ớt trời. Cho ớt thôi, cho ớt nó là làng luôn. Nào đưa chị bán ớt lên kênh YouTube nè để chị nổi tiếng. Đúng rồi. Trời ơi, lỡ mình mua 2 ký một cái, quất một bao lớn luôn, biết ăn nào hết. Từ đây đến Tết này gặp lại nha. À, ăn đến Tết gặp lại luôn. Rồi thôi, chúc chị buôn may bán đắt. Ok, trả tiền đi ra về. Hết rồi.